Chào mừng tất cả mọi người đã đến với video tiếp theo của công ty tư vấn du học L&D. Du học là một hành trang quan trọng có tính bước ngoặt đối với cuộc đời của mỗi con người. Bên cạnh sự thú vị, nhiều trải nghiệm hấp dẫn, cuộc đời du học sinh thật sự không ít những gian truân, vất vả trên con đường tu thân, lập nghiệp và phát triển bản thân. Và ở video ngày hôm nay, L&D muốn chia sẻ đến các bạn những kinh nghiệm sống khi đi du học. Thứ nhất, hoàn thiện năng lực ngoại ngữ. Đây có lẽ là vấn đề được nhiều du học sinh chuẩn bị đi du học quan tâm. Thực tế, phần lớn học sinh trước khi đi du học đã có vốn liếng nhất định về phần ngoại ngữ, có thể giao tiếp và dịch văn bản. Tuy nhiên, nhiều bạn trẻ chia sẻ họ thật sự sốc khi đặt chân sang nước bản địa và lắng nghe trò chuyện với những người dân bên đó hay những du học sinh từ những quốc gia khác. Thế nên, điều mà bạn cần làm đó chính là ổn định tâm lý, sau đó làm quen và tiếp cận dần dần với hơi thở cuộc sống bên nước bạn du học. Thứ hai là bồi đắp tri thức văn hóa bản địa. Mỗi quốc gia có vô vàn những điều mới mẻ, thú vị để làm quen, hiểu, chung sống tại quốc gia đó một cách thoải mái nhất. Du học sinh cần có vốn hiểu biết đủ rộng để sinh tồn. Khi bạn đến và sống ở một quốc gia nào đó thì bạn phải tuân thủ luật pháp, tôn trọng giá trị văn hóa và làm việc học tập theo đúng nội quy. Thứ ba là tâm thế thật tốt để đương đầu với khó khăn. Thay vì hồi hộp chờ đợi những lời chúc, lời quan tâm và giúp đỡ từ gia đình, bạn bè, người thân để khiến bản thân mình bớt lo lắng, thì chính bạn phải tự trấn an và nỗ lực vượt qua, bởi vì bạn sắp là một học sinh, là một sinh viên hoặc có thể là một công dân tại một quốc gia khác. Và cuối cùng là tìm kiếm việc làm thêm. Theo chia sẻ kinh nghiệm du học của nhiều người, sinh viên nên làm thêm ít nhất một lần trong đời, vì làm các công việc part-time sẽ giúp bạn được cọ sát với môi trường thực tế để rèn luyện các kỹ năng như giao tiếp và bán hàng. Đồng thời, làm thêm cũng hỗ trợ mức thu nhập phục vụ cho chi phí sinh hoạt của bạn. Bạn nên làm thêm công việc trong khoảng thời gian cho phép của mỗi quốc gia và chọn công việc part-time phù hợp với mình nhé. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số hotline 1800 555514 hoặc liên hệ qua fanpage Tư vấn Du học Kiên Giang. Ngoài ra, bạn cũng có thể đến trực tiếp văn phòng của chúng tôi tại BL1 căn 36 đường số 9 khu shop house Phú Cường, Rạch Giá, Kiên Giang, hoặc các bạn cũng có thể đến chi nhánh của chúng tôi tại 526/27 Phạm Văn Đồng, phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại.